Chào mừng các bạn đến với khóa học thiết kế web của kênh trai TV. Trong khóa học này các bạn sẽ được giới thiệu những kiến thức cơ bản về internet, website, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap. Ngoài ra, những kiến thức mới như HTML5 và CSS3 cũng sẽ được giới thiệu đến các bạn trong khóa học này. Hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký kênh, like, chia sẻ video và nếu có câu hỏi, có thắc mắc, các bạn hãy để lại trong phần comment nhé. Sau đây là phần bài học. Rồi, ok, chúng ta tiếp tục cái công cụ tiếp theo mình muốn các bạn cài đặt giúp mình để chúng ta có thể theo được cái khóa thiết kế web đó là cái Visual Studio Code Visual Studio Code đây ha là cái thằng này thì bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái thằng Visual Studio Code đây là cái công cụ chính của chúng ta và chúng ta sẽ tải cái thằng này về để chúng ta cài đặt vào bên trong cái máy tính của chúng ta nếu như bạn nào đã cài đặt được rồi thì nó rất là tốt ha bạn nào cài đặt được rồi thì à, và cài đặt thành công được cái thằng Visual Studio Code thì các bạn gõ cho mình chữ V nhé Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi từ đầu. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nè. Trước hết thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút Download for Windows hoặc là Download for Mac OS của các bạn. Chúng ta download cái thằng này về. À. bạn nào cài đặt thành công thì comment cho mình chữ V nhé. Còn bạn nào chưa cài đặt được thì có thể theo dõi mình và làm từng bước. Thì ở đây cái thằng này nó cũng sẽ khoảng tầm 90MB. Thì tốc độ thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của nhà các bạn nhé. Rồi, rồi sau khi các bạn đã download được về thành công thì các bạn sẽ nhấn vào à, và mở cái thằng Visual Studio Code này lên. À, chúng ta sẽ nhấn vào tâm mở nó lên nha. Rồi à, nó sẽ hiện thị ra một cái thông báo cho các bạn cứ chọn Yes giúp mình. Cài cái thằng Visual Studio Code thì nó sẽ đơn giản, nó dễ dàng hơn. Nó không có quá phức tạp. Đây chúng ta sẽ chọn cái nút là I Accept nha. The Agreement ở đây. Các bạn sẽ chọn Next. Yes. Các bạn chọn hết mấy cái này giúp mình để tạo luôn cái logo ở trên cái 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 icon ở trên cái màn hình desktop để chúng ta có thể truy cập nó một cái nhanh hơn và chúng ta nhấn install thằng này rất là quan trọng nha chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này để chúng ta xây dựng chúng ta thiết kế ra những cái trang web của chúng ta trong khóa học này các bạn chịu khó các bạn ngồi các bạn cài đặt giúp mình nhé cái này thì nó cũng nhanh lắm tầm khoảng 3 phút đến 5 phút là xong bạn nào mà cài đặt được thành công cái thằng Visual Studio Code rồi thì các bạn comment cho mình chữ V nhé À, có nhiều bản Visual Studio Code thì bản nào cũng được hết các bạn nha Bản nào cũng được hết, không cần phải mới nhất đâu à, Các bạn cài bản cũ cũng được Tại vì cái cái nội dung của chúng ta thực hành đó là HTML, HTML5, CSS, 3 và JavaScript à, Bootstrap một chút nữa Thì nó khá là đơn giản, nó không có quá là phức tạp Thì à, các bạn cứ à, sử dụng cái Visual Studio Code mà các bạn đang có Các bạn cài cái bản mới này cũng không sao Sau khi cài đặt thành công thì các bạn sẽ khởi động cái thằng Visual Studio Code lên giúp mình nhé. Ok chưa? Rồi. Các bạn sẽ khởi động lên giúp mình. Hôm nay chúng ta sẽ không có thực hành nhiều. À, sau khi cài xong cái thằng Visual Studio Code này lên thì mình muốn các bạn sẽ giúp mình là tạo ra một cái đoạn code nhỏ. Mình sẽ gõ sẵn cho các bạn. Các bạn chỉ cần copy vào thôi. Các bạn chưa cần phải hiểu nó. Nhưng chúng ta sẽ phải run được nó. Rồi từ từ những cái bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đi à, từng bước từng bước ngộ một cách rất là chi tiết, một cách rất là rõ ràng. À. Các bạn cố gắng các bạn theo dõi cái nội dung của cái phần này à, cho cho nó à, hiểu rõ. Bây giờ các bạn làm gì đi nữa? Các bạn ra làm à, mobile dev hay các bạn làm back end, các bạn làm front end thì cái nội dung của cái phần thiết kế của website, những kiến thức cơ bản về html, về css, về bootstrap, về javascript là phải có. Chúng ta phải có. À. Cho dù các bạn làm back end, làm front end, làm full stack thì cái kiến thức của cái môn học này là bắt buộc các bạn phải có. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn sẽ open cái thằng Visual Studio Code này lên. À cho đó chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái đoạn nhỏ. Các bạn có thể chọn launch ở đây luôn cũng được. Mình sẽ chọn finish nhé. Ở đây. Các bạn nhìn thấy ha, mình sẽ mở cái thằng Visual Studio Code lên đây. Rồi. Ok. Sau khi nó đi vào cái giao diện như thế này thì các bạn có thể là chọn à, đóng bớt đi chúng ta đóng bớt những cái cửa sổ chúng ta cứ chọn ok ok thôi là được rồi thì nó sẽ đưa vào một cái màn hình chính thì đây là màn hình chính của mình thì tạm thời đây mình sẽ xóa cái này đi rồi mình sẽ tắt cái hát đi cái cửa sổ này á các bạn sẽ nhấn vào cho mình cái menu file menu file các bạn chọn open folder là mở ra một cái thư mục mới file open folder file open folder rồi sau đó các bạn sẽ truy cập vào cái ổ C. Chọn file chọn open folder truy cập ổ C. Các bạn đi vào cái thằng sang của các bạn. Ví dụ của mình nó là cái thằng TK Web 3. Thì ở đây mình sẽ chọn cái thằng TK Web 3 rồi mình chọn cái thằng htdoc. Rồi mình chọn select folder. Thì lúc này cái cửa sổ chúng ta sẽ được mở sang một cái thằng à, một cái thằng mới ở đây. Ok chưa? Đó. Ở trên nè. Rồi. Thì ở trong cái thư mục này hiện tại thì chưa có bất kỳ một cái bài tập nào hết. Thì ở đây mình sẽ nhấn vào cái nút dấu cộng chỗ đây cái nút dấu cộng cho đây nè các bạn nhìn thấy cho đây giúp mình ha cái nút dấu cộng cho đây nếu mà nó hiện báo cái này các bạn chọn trust ha And yes yes trust cho đây giúp mình rồi trong đây thì các bạn sẽ thấy cái nút dấu cộng ở đây mình sẽ muốn các bạn tạo cho mình cái bài tập số 00 không thì nhấn vào các bạn nhìn thấy cái 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 cái, cái bàn tay của mình không đây à, Con chọn chuột mình đây mình lít chuột vào chỗ này thì nó yêu cầu tạo một cái folder thì mình sẽ gõ đây là bài tập xếp gạch không không mình enter một cái các bạn hiểu kịp chưa đó. Rồi, trong cái bài tập 00 này, các bạn nhấn cho mình một cái dấu cộng ở đây là new fold. Rồi, các bạn sẽ gọi cho mình cái chữ là index. Index HTML. HTML đó các bạn. HTML ha. Tiếng Việt là HTML. Rồi, các bạn enter. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó, ok. Rõ chưa nè? Các bạn sẽ tạo một cái thư mục bài tập ship gạch không Ở đây là index.html. Rồi, ở đây thì mình sẽ gõ một cái đoạn code HTML cơ bản cho các bạn. Các bạn không cần phải suy, các bạn không cần phải gõ gì hết. Các bạn chỉ cần thấy thấy mình gõ thôi là ok rồi. À. Sau đó mình sẽ gõ đây là cái chữ body. Enter. Rồi ở đây mình sẽ đóng cái thẻ body này lại. À. Rồi. Sau đó ở đây mình sẽ cho một cái thẻ là H1. Các bạn không cần phải gõ đâu. Tí mình sẽ copy cho các bạn luôn. À, từ từ những cái buổi học sau, những cái bài học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết trong cái thằng thiết kế web này ở đây mình sẽ gõ là hello world à. ok chờ chấm thẹt rồi mình nhấn Ctrl S để mình lưu trữ cái file của mình lại index oh sorry mình đánh sai mình sửa lại thành là html các bạn nhé html chứ không phải là nl nhé mà là thì khi mà các bạn viết đúng thì nó sẽ nó sẽ có màu sắc chỉnh chu hơn và kể cả là khi mà khi mà các bạn mở ra một cái thẻ đi ví dụ một cái thẻ a như thế này thì nó cũng sẽ có cái gợi ý A à, Bích à, here Đúng không? Bích Here Đó, ví dụ chấm thang như này Ok chưa? Rồi Sau đó các bạn sẽ Quay về cái thằng Google Chrome của chúng ta Ở đây chúng ta sẽ có cái chữ là localhost Hồi nãy là tùy theo cái bọt của bạn nha Ví dụ bọt của mình là 81 Đấy chưa? Rồi mình sẽ ở đây Thì các bạn enter nó sẽ ra cái thằng bài tập 00 ở đây Đúng không? Sau đó mình sẽ click chuột vào cái thằng bài tập 00 này Thì nó sẽ chuyển mình đến là cái thằng Hello World Ở đây nó có chữ click here Nhưng mà nó chưa gõ được cái gì hết à, là đó. Giờ mình sẽ cố tình mình cho nó là Hackref bằng một cái dấu thăng à, đây. Thì an tâm đi Từ từ trong khóa học này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết Đi từng bài từng bài từng đoạn một Để các bạn có thể là hiểu rõ HTML, CSS, uh, JavaScript. À, nhưng các bạn cố gắng các bạn đi theo cái lộ trình của mình và cố gắng đừng có bỏ một cái buổi học nào hết các bạn có thể copy cái nội cái, cái, cái nội dung code này vào ha. rồi chúng ta sẽ quay về đây mình f5 ở đây các bạn thấy không chỗ này lít được rồi nè đó kết chuột được rồi nè đó có cái chữ hello world ở đây ok chưa rồi bạn nào mà thành công và cài đặt được cái thằng à, sam xong cài đặt được cái thằng à, visual studio world xong và chúng ta đã chạy được một cái bài tập nhỏ như thế này rồi thì các bạn có thể comment cho mình cái chữ à, đã xong ở trong câu chat nhé hoặc là các bạn có thể copy cho mình xem cái file mà các bạn đã chạy được và nếu như bạn nào đã thành công đã xong thì à, các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình nếu như các bạn có câu hỏi trong câu, câu chat mình sẽ giải đáp cho các bạn cái câu hỏi thì câu hỏi nào nếu các bạn có câu hỏi các bạn có thể gửi trong câu chat mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn ok chưa nè hả cố gắng nha các bạn nha À, cái gì cái giai đoạn đầu cũng sẽ khó hết học một cái môn học mới cũng vậy cài đặt được cái ứng dụng nó đã khó rồi sau chuyện những cái phần những cái bài đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó rất là khó nhưng càng về sau thì các bạn thấy là nó khi mà mình quen rồi các bạn mình làm nhiều mình quen rồi thì các bạn sẽ thấy nó nó trở nên dễ dàng mình quen tay ha ok bài nào xong thì comment cho mình chữ đã xong và đã hoàn thành vậy đó còn bạn nào có câu hỏi thì comment cho mình cái câu hỏi của bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hoàn tất bài học vừa rồi. Hy vọng rằng các bạn đã có thêm được những kiến thức mới. Nếu như các bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc bị lỗi trong quá trình học trình, các bạn có thể chụp ảnh gửi vào nhóm Facebook hoặc comment xuống phía bên dưới. À, các bạn trong nhóm sẽ cố gắng giúp đỡ cho các bạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ luôn luôn cố gắng không bỏ cuộc và rất là mong được gặp lại các bạn trong những cái bài học tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, like video và giới thiệu video đến những bạn bè cùng học ở lớp học của các bạn nhé cảm ơn các bạn hẹn gặp lại